Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Mẹo Vặt và Thủ Thuật. Video hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ, hướng dẫn và gửi tới quý vị và các bạn một cái ứng dụng có thể chỉnh sửa ảnh, ghép ảnh, ghép khuôn mặt AI cực kỳ là đẹp trên điện thoại di động. Chính là cái ứng dụng này, quý vị và các bạn có thể nhấn vào link ở phần bình luận để tải cái phiên bản không logo, không mất phí ở phần bình luận nha. Thì khi chúng ta tải về, ta sẽ có được cái ứng dụng này, Bentley phiên bản 2024. Đó, khi chúng ta tải về xong, bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn luôn, ta sẽ nhấn vào. Ok, thì trên đây nó sẽ có rất nhiều những cái mẫu, giống như phần mẫu bên TikTok, khá là đẹp. Đó, ta thích cái nào thì chúng ta cũng chỉ việc nhấn vào, ta ghép ảnh, ghép khuôn mặt chúng ta vào là xong. Ví dụ như những cái mẫu này chẳng hạn, ta thích ghép hình ảnh của chúng ta vào cái mẫu này thì chúng ta chỉ việc nhấn vào. Và tiếp theo ta sẽ nhìn thấy chữ một cái chữ click to user đây, chúng ta nhấn vào. Tiếp theo là ta sẽ chọn cái bức ảnh mà chúng ta muốn ghép, thì chúng ta hãy chọn những cái bức ảnh nó phù hợp một chút. Đây là những cái bức ảnh mình đã ghép vào sẵn rồi nha. Nếu như chúng ta chưa chọn ảnh thì chúng ta sẽ nhấn vào đây này, nhấn vào cái dòng trên này này, ta nhấn vào đây. Đó, nó sẽ dẫn tới tất cả những cái video, những cái bức ảnh trên điện thoại của các bạn. Các bạn muốn nhấn vào album, ta nhấn vào đây. Đó, thì ta sẽ chọn được những cái mục lưu trữ của các bạn. Ta nhấn vào ảnh này thì nó sẽ ra tất cả những cái video, hình ảnh. Đó, ví dụ như bây giờ mình chọn thêm một cái bức ảnh vào chẳng hạn. Thì ta cũng chỉ việc kéo lên như này. Kéo lên và ta tìm tới cái bức ảnh hoặc là cái video để chúng ta ghép lên. Cũng như mình chọn bức ảnh bất kỳ, bức ảnh này chẳng hạn, rồi ta nhấn cho phép. Đó, khi chúng ta chọn rồi thì nó sẽ loát vào cái bộ sưu tập ở trong này. Đó, hoặc là ta nhấn sang phần photo này, ta cũng sẽ thấy này. Đó, rồi bây giờ ta muốn chọn bức ảnh nào, ta chọn. Ví dụ như mình chọn bức ảnh này đi, ta nhấn vào và ta nhấn OK là nó sẽ tách nền và nó ghép lên cái mẫu này. Đó, thì do cái bức ảnh mình chỉnh nó chưa chuẩn, nó bị cắt vào đây này, thì ta có thể điều chỉnh lại. Ta thu nhỏ lại, ta đặt vào đây chẳng hạn. Đó, chúng ta là chỉnh làm sao cho nó đừng cắt những cái hình của chúng ta. Khi chúng ta chọn xong, ta nhấn dấu tích V ở đây. Đó, thì cái hình nó sẽ ghép vào đây. Thì các bạn có thể chọn những cái hình nó đẹp hơn, nó phù hợp hơn. Nếu như chúng ta muốn lưu ở đây, nó có cái mũi tên này, ta nhấn vào đây. Đó, nó chạy 100% là ta đã lưu được. Và không mất phí, không mất thời gian để chúng ta xem quảng cáo nha. Ngoài ra, ta vuốt xuống nó còn rất nhiều các cái mẫu nữa. Các cái mẫu để chúng ta ghép ảnh của chúng ta vào giống như này này. Đó, rất là đẹp. Hoặc là những cái mẫu nó hài hước một chút này. Đó, và bên này ta có thể nhấn sang đây tìm những cái chủ đề. Ta có thể ghép khuôn mặt của chúng ta lên những cái nhân vật này nhé. AI Fake này. Đó, ta cũng có thể ghép khuôn mặt của chúng ta lên đây. Để ghép khuôn mặt thì ví dụ như ta thấy một cái bức ảnh nào, một cái mẫu video nào đẹp, ta nhấn vào. Đó, và ta nhấn tiếp tục vào click to này. Rồi, chúng ta sẽ chọn những cái bức ảnh khuôn mặt chúng ta nhìn thẳng nhá. Ví dụ nhìn nghiêng, nhìn chéo như này là nó dấu x là không không đúng này. Bây giờ ta nhấn I go it. Đó, bây giờ ta chọn bức ảnh. Ví dụ như mình chọn bức ảnh này, ta nhấn vào. Đó, nó sẽ quét. Chúng ta chờ nó quét và nó sẽ ghép khuôn mặt của chúng ta chọn lên cái nhân vật này. Nó còn rất nhiều những cái mẫu đẹp nữa. Đó, khuôn mặt đã được ghép vào đây này, thay thế. Muốn lưu, ta cũng chỉ nhấn vào đây là lưu. Đó, rất là nhanh, không hề mất một thời gian nào để chúng ta xem quảng cáo nữa. Đó, và ta vuốt xuống nó còn nhiều mẫu này. Rất nhiều mẫu. Ta nhấn sang đây, các cái dòng chủ đề này. Đó, đây. Ở đây. Rất là nhiều luôn. Tình yêu này. Đan này. Đó. Cái mẫu nhảy này. Đó là những cái mẫu cái video hài hước như này chẳng hạn. Hoặc là những cái mẫu để chúng ta ghép.
hoặc là ta có thể chọn những cái bức ảnh của chúng ta, nó biến thành những cái ảnh cử động, nó hát như này chẳng hạn. Đây, ví dụ như mình chọn cái bức ảnh này nhé, ta nhấn vào này và ta nhấn click tiếp theo, nhấn I go it này. Ví dụ như bây giờ mình chọn một cái bức ảnh cho nó nói đi, cho nó hát. Đây là một bức ảnh nha, nhấn vào. Đó, chúng ta chờ cho nó quét. Đó, nó cũng khá là vui và hài hước. Đó, còn rất nhiều mẫu nữa. Ok, còn các cái chủ đề bên này ta có thể lựa chọn. Thấy cái nào đẹp thì chúng ta có thể tiến hành ghép nha. Thì các bạn có thể nhấn vào link ở phần bình luận để tải được cái ứng dụng phiên bản không logo, không quảng cáo, không mất phí này. Bạn nào thích thì chúng ta tải nha. Còn bạn nào cứ lo điện thoại nó bị kiểm soát hay virus hay gì thì chúng ta không nên tải. Ok, video của mình xin được dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.